Hôm nay mình sẽ chia sẻ về ý nghĩa của quả dưa hấu khi mà chúng ta bày vào ban thờ vào ngày Tết nhé. Dưa hấu được chọn là quả dâng tổ vào ngày Tết bởi nó có rất nhiều ý nghĩa với hình dạng tròn trịa, ruột đỏ, vỏ xanh, mọng nước căng tròn là biểu tượng cho những gì viên mãn trong năm mới. Không những thế, loại quả này còn được xem là loại quả có nghĩa ý nghĩa cầu tài cầu lộc, mang đến sự may mắn và thuận lợi. Thế nên khi mà ở trên ban thờ ngoài cắm những loại hoa như là hoa đào để xua đuổi tà ma này khác đi, để làm tạo sự may mắn đi, thì chúng ta cũng nên cho một quả dưa hấu đỏ như thế này, vừa đẹp mắt lại vừa sang, để bày lên ban thờ Tết nhé. Và mình muốn chia sẻ để các bạn biết về ý nghĩa của quả dưa hấu, nên chúng ta có thể chọn lựa những quả dưa hấu già căng mọng và đẹp như này để chúng ta bày Tết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.